Vương Triều Trần trong lịch sử Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình phát triển đất nước, dân tộc. Triều Trần đã sản sinh ra nhiều vị tướng tài, văn võ song toàn. Một tướng tài tiêu biểu của Triều Trần là Phạm Ngũ Lão. Ông là vị tướng có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông vào các năm 1285 và 1288. Điều đặc biệt, ông xuất thân là một nông dân. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, người làng Phù Ủng, Đường Hào, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, là người thông minh ham đọc sách, rèn luyện võ nghệ nên tinh thông cả văn và võ. Ông được Hưng Đạo Vương thu nhận khi đạo quân của Hưng Đạo Vương đi tập trận qua làng Phù Ủng. Chàng trai làng Phù Ủng tuổi nhỏ đã có khí chí khác thường, tính tình khẳng khái. Khi ở làng có người đỗ tiến sĩ là Bùi Công Tiến tổ chức ăn mừng, cả làng đều kéo đến, riêng Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con tại sao không đến, Ngũ Lão thưa với mẹ: "Chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ cho non sông, mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta nhục lắm." Cũng thời gian ấy, Hưng Đạo Vương có việc quân qua vùng đất Phù Ủng. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ngoài đường, mải nghĩ về cuốn sách binh thư nên không biết quan quân đến. Một người lính dẹp đường quát mãi, chàng trai đan sọt vẫn ngồi yên. Người lính bèn dùng giáo xuyên vào đùi kẻ cản đường, vậy mà người đan sọt cứ như không. Hưng Đạo Vương lấy làm lạ, cho quân dừng lại tới hỏi đầu đuôi sự việc. Ngũ Lão lúc bấy giờ mới nhìn lên, thấy vị tướng đã đứng tuổi, cằm vuông mắt sáng, chòm râu đen, nét mặt uy nghi, bèn đứng lên vòng tay cúi đầu trả lời: "Thưa đức ông, thần họ Phạm, tên Ngũ Lão, quê ở làng Phù Ủng, nhà nghèo ruộng không có, phải làm nghề đan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mấy câu trong binh thư nên không biết đức ông qua đây, xin đức ông xá tội." Thấy chàng trai khôi ngô, khẩu khí đàng hoàng, Hưng Đạo Vương hỏi thêm chuyện thì thấy chàng trai khá thông thạo về kinh truyện và binh thư. Qua đối đáp trôi chảy của chàng trai nông dân, tướng công thầm hiểu đây sẽ là một vị lương tướng của triều đình. Ông sai lính lấy thuốc dịt vết thương rồi cho vào triều. Sau khi về kinh đô, Hưng Đạo Vương tiến cử Phạm Ngũ Lão lên triều đình với chức cai quản quân cấm vệ. Vệ sĩ biết ông là nông dân thì không phục nên xin được cùng ông thử sức. Phạm Ngũ Lão bằng lòng, nhưng trước khi vào đấu sức, ông xin về quê 3 tháng. Về quê, ngày nào Phạm Ngũ Lão cũng ra cái gò lớn ở ngoài đồng, đứng cách một tầm mà nhảy lên, nhảy mãi cho đến khi cái gò bị sạt mất một nửa. Hết hạn, ông trở lại cấm thành cùng các vệ sĩ so tài. Thấy ông tiến thoái như bay, tay đấm chân đá thoăn thoắt, xem ra sức có thể địch nổi cả vài chục người. Từ đó, quân vệ bái phục ông. Như vậy, xuất thân làm quan của Phạm Ngũ Lão không qua thi cử mà bằng con đường đặc biệt là lọt vào con mắt của vị thành tướng Triều Trần, đã cho thấy cách chiêu mộ hiền tài độc đáo của vương triều bấy giờ để phát huy sức mạnh toàn dân chống giặc ngoại xâm. Với tài năng bẩm sinh và chí hướng đúng đắn của mình, lại được đích thân Trần Quốc Tuấn rèn cặp, Phạm Ngũ Lão mau chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc trong cả hai lần đánh tan giặc xâm lược Nguyên Mông. Ông được vua Trần phong hàm hạ phẩm phụ ngự. Sau này khi phò tá ba đời vua Trần, Phạm Ngũ Lão liên tiếp lập chiến công, nhiều lần đánh dẹp quân Ai Lao và quân Chiêm Thành, cũng như các tù trưởng phản loạn nơi biên giới. Thấy ông là người văn võ, chí khí hơn người, Hưng Đạo Vương ưu ái gả con gái cho. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong vương triều Trần. Để làm được điều đó một cách thuận tình đạt lý, Trần Quốc Tuấn đã phải giáng con gái An Nguyên xuống làm con nuôi. Điều này thể hiện tư duy rất mới của triều Trần trong thuật dùng người hiền xuất thân từ tầng lớp bình dân để phát huy sĩ khí cả nước trong cách trị quốc và đánh giặc. Về các chiến công của ông, theo sử chép thì chủ yếu là trong các lần đánh dẹp Ai Lao và Chiêm Thành. Nhưng thực ra, tài năng quân sự của ông đã được thể hiện và khẳng định nổi trội ngay từ khi tham gia cuộc trường chinh đánh quân Nguyên Mông lần thứ hai. Tháng 9 năm 1284, để đối phó với tình hình căng thẳng từ sức ép chiêu hàng của triều đình nhà Nguyên và sự lung lay giữa đánh hay hòa của nội bộ triều Trần,
Trần Quốc Tuấn cho tổng duyệt các quân tại Đông Bộ Đầu để nâng cao sĩ khí toàn quân, củng cố tinh thần chiến đấu của các vua Trần. Trong cuộc đại duyệt ấy, Trần Quốc Tuấn đã cắt cử Bố Phòng và điều những tướng tài giỏi nhất lên các mặt trận quân sự quan trọng. Phạm Ngũ Lão được giao trọng trách bố trí quân đội bảo vệ vùng biên giới Đông Bắc, Thượng tướng quân Trần Nhật Duật bảo vệ vùng biên giới Tây Bắc, cho thấy sự tin cậy tuyệt đối của Trần Quốc Tuấn cũng như các vua Trần vào vị tướng trẻ không cùng dòng tộc như Phạm Ngũ Lão. Khi ấy ông mới 30 tuổi. Bố trí Phạm Ngũ Lão phòng thủ trên mặt trận Đông Bắc, nơi 50 vạn quân do Thoát Hoan dẫn đầu chuẩn bị đánh sang là một tính toán có chiến lược cao, xuất sắc của Trần Quốc Tuấn. Bởi nếu là một vị tướng tôn khác, trước thanh thế cực lớn của quân xâm lược sẽ rất dễ dao động. Trên thực tế, những ngày đầu tiên chống lại quân xâm lược hùng mạnh, quân ta thất lợi và liên tiếp phải lui binh chiến thuật, bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ phản kích. Nếu không phải là một tướng giỏi, am tường chiến lược, chiến tranh lâu dài sẽ không thực hiện được. Và khi ấy sự thất bại của cả một vương triều là không thể tránh khỏi. Thực tế lịch sử đã chứng minh nhiều tôn thất nhà Trần thời điểm này đã ra đầu hàng giặc, mà điển hình là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Khi nhận trọng trách phòng thủ hướng chính diện mà tập đoàn quân Thoát Hoan tiến đánh ồ ạt như triều dâng thác đổ, Phạm Ngũ Lão đã bố phòng các cửa ải chặn giặc, cùng quân binh đánh những trận đầu tiên khi chúng xâm phạm vào đất đai tổ quốc, khéo léo từng bước lui binh theo ý đồ chiến lược đã định. Khi được Trần Hưng Đạo tin tưởng, Phạm Ngũ Lão đã đem hết tài năng quân sự của mình để thực hiện cuộc lui binh thần diệu sau khi dùng hết sức đánh giặc tại các cửa ải Nội Bàng, Chi Lăng và theo kế sách lui binh thành công về Vạn Kiếp. Trong cuộc lui binh chiến lược có ý nghĩa sống còn này, Phạm Ngũ Lão đã bộc lộ là một tướng tài kiệt xuất. Khi chiến sự tiếp tục bất lợi, Trần Quốc Tuấn phải phò hai vua bỏ Thăng Long. Cũng lúc ấy, đạo quân của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh ra phía Bắc, phá vỡ ải Nghệ An đang tràn ra Thanh Hóa, khiến cục diện chiến tranh ngày càng nguy ngập với quân ta. Lúc đó, theo mệnh lệnh của Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão lập tức đi tiên phong trong đội quân của Thượng tướng Trần Quang Khải tác chiến trên mặt trận mới chống quân của Toa Đô, một tướng tài lão luyện của quân Nguyên Mông. Ngoài sự cầm quân tài giỏi của Trần Quang Khải trên các mặt trận này, phải nói đến công lao xuất sắc của Phạm Ngũ Lão. Khi ấy, danh tiếng của tướng quân Phạm Ngũ Lão khiến giặc luôn khiếp sợ, uy danh của ông đã vang cả phía địch quân. Trong những tháng ngày tác chiến gian khổ với quân Toa Đô, kinh nghiệm chiến trường cùng với sự dày dặn chiến đấu của binh sĩ đã cho Phạm Ngũ Lão một niềm tin tất thắng. Cục diện chiến tranh khi ấy đã trở vào thế giằng co và quân địch sau thế thượng phong ban đầu đã sinh kiêu ngạo, bê trễ, khinh địch. Thời cơ tổng phản công đã tới. Sau chiến thắng Hàm Tử Quan, đập tan đội hải thuyền hùng hậu của Toa Đô, Trần Quốc Tuấn quyết định tập kích Trương Dương. Lúc này, Phạm Ngũ Lão linh ấn tiên phong dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thái sư Trần Quang Khải, sử dụng đường thủy chiến đánh Trương Dương, nơi tập trung phần lớn thủy quân và kỵ binh địch. Trận đánh này đã diễn ra hết sức khốc liệt. Phạm Ngũ Lão dẫn đầu các tráng sĩ cảm tử trên những chiến thuyền giấu sẵn chất nổ và đồ dẫn lửa xông thẳng vào những hạm thuyền của Nguyên Mông. Mặc đại bác bắn như mưa, khói lửa mù mịt trong tiếng sắt thát vang lên ghê rợn. Đội cảm tử áp sát đốt thuyền giặc, những tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa cháy, đầu rơi, máu chảy, cả một biển lửa bùng lên. Trong ánh lửa, Phạm tướng quân cùng những dũng sĩ xông lên thuyền địch với một thế mạnh không gì ngăn nổi. Sau trận Trương Dương, Trần Quốc Tuấn biết Thoát Hoan tất sẽ phải bỏ chạy khỏi kinh thành, đã cắt cử Phạm Ngũ Lão dẫn quân mai phục bên cánh rừng cửa ải Nội Bàng, truy kích tàn quân của Thoát Hoan. Tàn quân Nguyên Mông lại một phen kinh hồn dưới tài bố trận của Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão là một vị tướng luôn có mặt ở những trận quyết chiến quan trọng và luôn tự mình xông lên giết giặc làm gương cho ba quân tướng sĩ. Cuộc đời ông là cuộc đời gắn liền với chiến trận và những chiến công vang dội. Theo tấm gương của Hưng Đạo Vương, ông thương yêu binh sĩ và luôn đồng cam cộng khổ cùng binh sĩ. Trên chiến trường thì cực kỳ dũng cảm, khi rèn quân lại hết sức nghiêm minh, tự mình làm gương, biết phát huy các sở trường, địa hình,
thời tiết để giành chiến thắng. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, Phạm Ngũ Lão liên tục được vua Trần cất nhắc trọng dụng vào nhiều chức quan trọng như: năm Canh Dần, tức năm 1290, ông được giao chức quản lĩnh quân Thánh Dực của triều đình. Năm Giáp Ngọ 1294, nhờ lập công khi đi đánh ở Ai Lao, ông được ban kinh phù, tức binh phù làm bằng vàng. Năm Đinh Dậu năm 1297, cũng nhờ lập công khi đi đánh trận ở Ai Lao, ông được ban vân phù, tức binh phù có khắc chạm hình mây. Năm Mậu Tuất năm 1298, ông được phong làm Kinh Ngô Hữu Vệ Đại Tướng Quân. Năm Tân Sửu, tức năm 1301, ông được phong làm Thân Vệ Đại Tướng Quân và được ban Quy Phù, tức binh phù có chạm hình con rùa. Năm Mậu Ngọ, ông lại lập công lớn khi đi đánh Chiêm Thành, được thăng làm quan nội hầu và được ban Phi Ngư Phù, tức binh phù có chạm hình con cá chuồn. Tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão qua đời ở tuổi 65. Bàn về ông, Lê Quý Đôn từng nói: Phạm Ngũ Lão là người trong trẻo, cứng rắn, cao thượng, thanh liêm, có phong độ như kẻ sĩ quân từ đời Tây Hán. Thật không phải người tầm thường có thể theo kịp được, bởi vì nhà Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng rỡ trong sử sách, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Tài năng, đức độ, công lao và uy tín của Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, một vị tướng xuất thân từ nông dân đã đi vào lịch sử và được nhân dân các thế hệ, nhất là quê hương ông, tôn thờ, mà đỉnh cao là lễ hội đền Phù Ủng, hàng năm tưởng nhớ công đức của ông.